Bạn xong chương trình số này đang học nha. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment prononcer le mot en français. Sức đây này đang học nha. Sức không thể này đang học nha. Sọc sọc bài. Hãy nói trong video này cứ khuyên nhau bằng hai này đang học nha. Ông PK pro copy. Nói trong phía sau bài răng. Ok. C'est parti. Dừng chạp bắt đám. E-U-I-L Tiếng học này, nếu bên này cứ dân cho từ đo ca pro cop sạc bình cho khá điện á. Chân là miên ca bị bạc lạc lạc. Vẫn tại mình thuê thế cứ dân ai thuê bản á. Xem này tóc này, mơ chung mơ khá nhầm E-U-I-L hay là E-U-I-D-Z-L. Nếu bên này sạc tóc này xong bà cho khá này dân ăn thá Ơi, ơi, ná ơi, ok, ơi. Số 1 fauteuil, fauteuil. A ối gư ô, phở ô phô. Tế gư số to nè. To đã sẵn ơi, tời. Chúng anh ta fauteuil, fauteuil. Feuille, feuille. Tổ này á, feuille. Cerfeuille, cerfeuille. Feuille jeton. Phơi dệt tông đó giờ này cứ dùng lên do đưa sao để miền sài in này bị mộc lắm phơi dệt tông serve khơi nhá tao nhé cái này dùng miền về bị mộc air là p để dùng án thì chơi vợ nhá đưa dùng như gì thằng vợ rẻ xịn na vợ rẻ ấy cho người thì họ đó bịa bỏ rồi trong tiếng họ chứ gì anh ta sơ vơ khơi ok sơi ơi nhá ưu tiên thao mong nơi ơi nhá ok sơ mô bình to tiếp ơ ấn ơ âm tôi nói xong chùm nằm nhá ơ ấn ơ âm đi dương anh thật ong dương anh thật ong nhá dương anh ai anh thật áng này dương anh thật ong sơ mơ dong nè dong ơ ấn giờ anh ta ong chứ để ong dong á tê ở đây để tê nơi bị cào đợt đài nè anh biết làm đấy một bản thai bị nó nghe dong sẹp bóng thong tơ ong co khờ ong tong thờ om ba lê ong bọc tê tông pet tông này gọi là cái gì anh ta pet thì sao ta ơ ạc xong sự công lịch cứ sợ ai nữa tông pet ơ e cứ dương anh ta e ơ e cứ dương anh ta e nữa xong này tông này mớ mong dê coupé boulanger Boucher, jouer, chercher, garder, danger. Ete, ơ giấc có dương an thả e đài. Xong như đó anh em mở. Cane, siffler, briquet, nez. Chê bonnet robinet gilet ok sau mơ mình nói tiếp fauteuil feuille cerfeuille feuilleton cerfeuille seuil œil ơ ấn ống đón sập bóng thong tơ ông có khớ ông tông thấp ông bà lê ông bọc tế tông bê tơ ơ ê dự án thật ê mong dê coupé bu lòng dê bu xê dù ê sạc xê gà dê đồng dê ơ tê ơ rất cứ dân ăn e được nè cà nê siffler briquet
né, xé, boné, robinet, gilet. Ok? Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour obtenir d'autres vidéos concernant la langue française. Khi mà không thấy là tao nên join cho bác hay complete cho subscribe đăng bài tụt ba video cho anh tiếp theo tao đang phía sau bạn. Được không? On se voit la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée.